Kính chào quý vị khán giả, chào tất cả các em học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Cô rất vui mừng được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Ở những tiết học trước, chúng ta đã học về cộng, trừ, các đa thức. Vận dụng các kiến thức đó, chúng ta làm bài tập sau. Cho các đa thức D, E, F, tính tổng D cộng E, B, tính hiệu D trừ F. Chúng ta cùng vào câu thứ nhất. Để tính tổng D cộng E, trước hết ta có thể viết hai đa thức trong các dấu ngoặc. Sau đó bỏ các dấu ngoặc với dấu cộng đằng trước nên ta không cần đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Tiếp theo, ta nhóm các đơn thức đồng dạng. Thực hiện các phép toán cộng trừ đơn thức đồng dạng, ta được D cộng E bằng 3x bình cộng 7x. Như vậy, chúng ta đã tính được tổng D cộng E. Chúng ta cùng sang câu thứ hai. Tính hiệu D trừ F. Để tính hiệu D trừ F, trước tiên chúng ta cũng viết các đa thức D và F trong các dấu ngoặc. Sau đó ta thực hiện quy tắc bỏ dấu ngoặc. Ở đây các em lưu ý, dấu ngoặc thứ hai phía trước dấu ngoặc có dấu trừ, nên khi bỏ dấu ngoặc ta phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc. Khi đó D trừ F được viết thành x bình phương cộng 10y bình trừ 2y cộng 1 phần 4 trừ x bình trừ 3y bình trừ y cộng 1 phần 4. Tiếp tục nhóm các đơn thức đồng dạng và thực hiện các phép toán cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Ta được D trừ F bằng 7y bình trừ 3y cộng 1 phần 2. Như vậy, dựa vào quy tắc dấu ngoặc, tính chất các phép toán, ta có thể dễ dàng thực hiện được các phép toán cộng trừ các đa thức. Các em cùng quan sát tiếp lên màn hình. Nhớ lại đa thức tổng D cộng E, ta đã tính được D cộng E bằng 3x bình cộng 7x. Ta thấy 3x bình là đơn thức chỉ có một biến x. Và 7x cũng là một đơn thức chỉ có một biến x. Ta nói tổng hai đơn thức 3x bình cộng 7x là một đa thức một biến. Như vậy, thế nào là một đa thức một biến? Và khi học về đa thức một biến, cần nhớ những kiến thức gì? Cô và trò chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay. Chúng ta vào bài số 7, đa thức một biến. Phần thứ nhất, đa thức một biến. Ta thấy đa thức 3x bình cộng 7x là tổng của các đơn thức của cùng biến x và ta gọi đây là đa thức một biến. Như vậy, thế nào là đa thức một biến? Đúng rồi, đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Chúng ta tiếp tục quan sát lên màn hình. Đa thức D trừ F, cô và trò chúng ta đã tính được bằng 7y bình trừ 3y cộng 1 phần 2. Đây có phải là đa thức một biến không? Ta thấy 7y bình là đơn thức chỉ có một biến y. Âm 3y là đơn thức cũng chỉ có một biến y. Còn 1 phần 2 thì sao? Chính xác, 1 phần 2 cũng là đơn thức của biến y vì ta có thể viết 1 phần 2 bằng 1 phần 2 y mũ 0. Do đó, đa thức này ta có thể viết như sau. 7y bình cộng âm 3y cộng 1 phần 2 y mũ 0. Rõ ràng, đây là tổng của những đơn thức của cùng biến y và ta dễ dàng khẳng định đây là đa thức một biến. Chúng ta cùng đi vào ví dụ. Cô đặt tên đa thức đó là A. Rõ ràng ta thấy đây là đa thức của biến y. Cô giáo lấy ví dụ thứ hai. B bằng 2x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 4x mũ 5 cộng 1 phần 2. Cho cô giáo biết đây là đa thức của biến nào? Có phải đa thức của biến x không? À, chúng ta khẳng định đây là đa thức của biến x. Vì trong đa thức B này, số 1 phần 2 ta có thể hiểu là 1 phần 2 nhân x mũ 0. Còn trong đa thức A, số 1 phần 2 ta có thể hiểu là 1 phần 2 nhân y mũ 0. Như vậy, các em lưu ý, mỗi số được coi là một đa thức một biến. Để chỉ rõ đa thức A là đa thức của biến y, ta viết ký hiệu A mở ngoặc y đóng ngoặc. Và ở đây, AI được viết là 7y bình trừ 3y cộng 1 phần 2. Tương tự, để chỉ rõ đa thức B là đa thức của biến x, ta sẽ ký hiệu như thế nào?
Đúng rồi, chúng ta sẽ ký hiệu B mở ngoặc, X đóng ngoặc. Và BX được viết là BX bằng 2X mũ 5 trừ 3X cộng 7X mũ 3 cộng 4X mũ 5 cộng 1 phần 2. Các em lưu ý ở đây, biến được viết trong dấu ngoặc đơn. Khi đó, giá trị của đa thức AI tại Y bằng trừ 1 được ký hiệu là A mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc. Giá trị của đa thức BX tại X bằng 2 được ký hiệu là B mở ngoặc 2 đóng ngoặc. Vận dụng các kiến thức đó, chúng ta cùng vào hỏi chấm số 1. Tính A mở ngoặc âm 2 đóng ngoặc, B mở ngoặc 1 đóng ngoặc. Bạn nào cho cô giáo biết ký hiệu A mở ngoặc âm 2 đóng ngoặc nghĩa là gì? À, ký hiệu A mở ngoặc âm 2 đóng ngoặc chính là giá trị của đa thức AI tại Y bằng trừ 2. Như vậy, làm như thế nào để tính A của trừ 2? Đúng rồi, thay Y bằng trừ 2 vào đa thức AI ta được. A của trừ 2 bằng 7 nhân âm 2 tất cả bình trừ 3 nhân âm 2 cộng 1 phần 2. Thực hiện các phép tính, ta được kết quả A của trừ 2 chính là bằng 34 1 phần 2. Tương tự, làm như thế nào để chúng ta tính được B của 1? Cô giáo lại muốn hỏi, ký hiệu B mở ngoặc 1 đóng ngoặc là gì? Chính xác, B mở ngoặc 1 đóng ngoặc chính là giá trị của đa thức BX tại X bằng 1. Như vậy, để tính B của 1, ta dễ dàng làm như sau. Các em quan sát lên màn hình. Thay X bằng 1 vào đa thức BX, ta được B của 1 bằng 2 nhân 1 mũ 5 trừ 3 nhân 1 cộng 7 nhân 1 mũ 3 cộng 4 nhân 1 mũ 5 cộng 1 phần 2. Thực hiện các phép tính, ta được kết quả B của 1 bằng 10 1 phần 2. Các em lưu ý, khi tính giá trị của đa thức tại các giá trị cho trước của biến, chúng ta cần thay chính xác giá trị của biến, sau đó thực hiện đúng tính chất quy tắc các phép toán để tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Chúng ta đã học về bậc của đa thức. Cùng nhớ lại kiến thức đó, chúng ta làm cho cô giáo hỏi chấm số 2. Tìm bậc của đa thức AI và BX. Với AI và BX, cô giáo cho ở phần trước. Ta thấy đa thức AI bằng 7Y bình trừ 3Y cộng 1 phần 2. Đa thức này có bậc là bao nhiêu? Chúng ta cùng nhớ lại. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Đa thức AI của chúng ta đã được thu gọn chưa? Đúng rồi, đa thức AI đã được thu gọn. Và chúng ta dễ dàng khẳng định được đa thức AI có bậc là 2. Bởi vì trong đa thức AI, 7Y mũ 2 có bậc 2 và là hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức AI. Như vậy, chúng ta khẳng định đa thức AI có bậc 2. Còn đa thức BX thì sao? Đa thức BX có bậc là bao nhiêu? À, chúng ta cần nhớ ở đây, muốn tìm bậc của đa thức, ta phải thu gọn đa thức đó. Ở đây, đa thức BX chưa được thu gọn. Thu gọn đa thức BX, ta được BX bằng 6X mũ 5 trừ 3X cộng 7X mũ 3 cộng 1 phần 2. Quan sát đa thức BX đã thu gọn, cho cô giáo biết đa thức BX có bậc là bao nhiêu? Đúng rồi, đa thức BX có bậc là 5. Bởi vì trong dạng thu gọn của đa thức BX, hạng tử 6X mũ 5 là hạng tử có bậc là 5 và là hạng tử có bậc cao nhất. Như vậy, chúng ta khẳng định được đa thức BX có bậc là 5. Một lần nữa, cô và trò chúng ta cùng quan sát hai đa thức này. Các em nhìn thấy, đa thức AI đã được thu gọn và có số mũ cao nhất của biến Y ở đây là 2. Ta đã khẳng định được AI có bậc là 2. Đa thức BX sau khi thu gọn, số mũ cao nhất của biến X là 5 và ta cũng đã khẳng định được đa thức BX có bậc là 5. Như vậy, một cách tổng quát, ta có thể nói bậc của đa thức một biến là gì? Chính xác, bậc của đa thức một biến khác đa thức không đã thu gọn là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Vận dụng kiến thức này, cô và trò chúng ta cùng sang hỏi chấm số 3. Các khẳng định sau đúng hay sai? Khẳng định thứ nhất, bậc của đa thức 3y cộng 1 là 3. Cho cô biết khẳng định này đúng hay sai?
À, quan sát đa thức này, chúng ta thấy đa thức 3y cộng 1 đã được thu gọn và số mũ cao nhất của biến y là 1. Như vậy, đa thức này có bậc là 1 chứ không phải là 3. Do đó, khẳng định đầu tiên hoàn toàn sai. Chúng ta quan sát tiếp khẳng định thứ hai. Đa thức 2x bình cộng x trừ 1 trừ 2x bình có bậc là 2. Khẳng định này đúng hay sai? Quan sát kỹ đa thức cho cô giáo. Đúng rồi, quan sát đa thức, chúng ta thấy đa thức này chưa được thu gọn. Và sau khi thu gọn đa thức sẽ trở thành x trừ 1. Quan sát vào đa thức thu gọn, chúng ta thấy số mũ cao nhất của biến x ở đây là 1. Như vậy, đa thức này có bậc là 1. Và khẳng định này hoàn toàn sai. Chúng ta cùng sang khẳng định cuối cùng. Đa thức 4x bình trừ 5 trừ 4x bình có bậc là 0. Khẳng định này đúng hay sai? Chúng ta lại quan sát kỹ đa thức. À, rõ ràng đa thức này chưa thu gọn. Sau khi thu gọn, chúng ta thấy đa thức 4x bình trừ 5 trừ 4x bình bằng âm 5. Như vậy, đa thức này sẽ có bậc là bao nhiêu? Đúng rồi, đa thức này có bậc là 0. Vì các số thực khác 0 là đơn thức hoặc đa thức bậc 0. Kiến thức này cô và trò chúng ta đã học rồi. Như vậy, khẳng định cuối cùng hoàn toàn chính xác. Để tìm bậc của đa thức một biến, các em cần lưu ý, trước hết ta cần thu gọn đa thức đó, sau đó xét xem đa thức đã thu gọn có khác đa thức không, và số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó là bao nhiêu. Từ đó, chúng ta sẽ tìm được bậc của đa thức một biến. Để thuận lợi cho việc tính toán đối với đa thức một biến, người ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng hoặc lũy thừa giảm của biến. Cô và trò chúng ta cùng sang phần thứ hai, sắp xếp một đa thức. Cô xét đa thức PX. PX bằng 6X cộng 3 trừ 6X bình cộng X mũ 3 cộng 2X mũ 4. Hay cô giáo có thể viết đa thức BX một cách đầy đủ như sau. PX bằng 6X mũ 1 cộng 3X mũ 0 trừ 6X bình cộng X mũ 3 cộng 2X mũ 4. Để sắp xếp các hạng tử của đa thức PX theo lũy thừa giảm của biến, chúng ta sẽ sắp xếp từ lũy thừa cao nhất là x mũ 4 đến lũy thừa thấp nhất là x mũ 0. Chúng ta sẽ sắp xếp như sau. Px bằng 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 6x bình cộng 6x mũ 1 cộng 3x mũ 0. Hay thu gọn lại, ta có thể viết như sau. Px bằng 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 6x bình cộng 6x cộng 3. Còn nếu sắp xếp các hạng tử của đa thức Px theo lũy thừa tăng của biến, chúng ta sẽ sắp xếp từ lũy thừa thấp nhất là x mũ 0 đến lũy thừa cao nhất là x mũ 4. Các em quan sát lên màn hình. Khi sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng của biến, ta được Px bằng 3x mũ 0 cộng 6x mũ 1 trừ 6x mũ 2 cộng x mũ 3 cộng 2x mũ 4. Hay ta có thể viết Px bằng 3 cộng 6x trừ 6x bình cộng x mũ 3 cộng 2x mũ 4. Như vậy, cô và trò chúng ta đã hoàn thành việc sắp xếp các hạng tử của đa thức Px theo lũy thừa giảm của biến hoặc theo lũy thừa tăng của biến. Chúng ta cùng trở lại những ví dụ ban đầu. Cô xét đa thức AI. AI bằng 7y bình trừ 3y cộng 1 phần 2. Hãy sắp xếp các hạng tử của đa thức này theo lũy thừa giảm của biến. Ta thấy ở đây, đa thức này đã được thu gọn và lũy thừa cao nhất của biến y là 2. Như vậy, khi sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến, ta có thể viết AI bằng 7y mũ 2 trừ 3y cộng 1 phần 2. Ngược lại, khi sắp xếp các hạng tử của đa thức AI theo lũy thừa tăng của biến, ta sẽ viết như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ viết AI bằng 1 phần 2 trừ 3y cộng 7y mũ 2. Chúng ta tiếp tục sang đa thức BX. BX bằng 2x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 4x mũ 5 cộng 1 phần 2. Đa thức BX có khác gì so với hai đa thức AI và BX ở trên không? À, chúng ta thấy đa thức BX này chưa được thu gọn. Như vậy, muốn sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng hay giảm của biến, trước hết chúng ta cần thu gọn đa thức BX. Thu gọn đa thức BX, chúng ta được kết quả
6x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 1 phần 2. Đến đây, bạn nào có thể sắp xếp các hạng tử của đa thức bx theo lũy thừa giảm của biến? Đúng rồi, chúng ta sẽ viết bx bằng 6x mũ 5 cộng 7x mũ 3 trừ 3x cộng 1 phần 2. Còn khi sắp xếp các hạng tử của đa thức bx theo lũy thừa tăng của biến thì sao? Chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết bx bằng 1 phần 2 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 6x mũ 5. Thật đơn giản phải không các em? Như vậy, khi sắp xếp các đa thức một biến, các em cần lưu ý chúng ta thu gọn đa thức trước khi sắp xếp. Vận dụng các kiến thức đã học, chúng ta cùng làm cho cô giáo hỏi chấm số 4. Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến. Chúng ta cùng sắp xếp các hạng tử của đa thức qx. Quan sát đa thức qx, cho cô biết số mũ lớn nhất của x trong đa thức này là bao nhiêu? Đúng rồi, khi chưa thu gọn, số mũ lớn nhất của x trong đa thức này là mũ 3. Cho nên khi viết, chúng ta viết như sau. Các em quan sát lên màn hình. Qx bằng mở ngoặc 4x mũ 3 trừ 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 đóng ngoặc cộng 5x bình trừ 2x cộng 1. Thực hiện phép cộng trừ đa thức ở trong ngoặc thứ nhất và thu gọn, chúng ta được kết quả Qx bằng 5x mũ 2 trừ 2x cộng 1. Tương tự, các em hãy sắp xếp đa thức Rx theo lũy thừa giảm của biến. Khi sắp xếp đa thức Rx theo lũy thừa giảm của biến, ta được Rx bằng mở ngoặc 2x mũ 4 trừ 3x mũ 4 cộng x mũ 4 đóng ngoặc trừ x mũ 2 cộng 2x trừ 10. Thu gọn đa thức Rx, ta được Rx bằng trừ x bình cộng 2x trừ 10. Trở lại với đa thức Qx, chúng ta có thể viết Qx như sau. Qx bằng 5x bình cộng âm 2x cộng 1. Ta thấy ở đây đa thức Qx có bậc 2, đã được sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến. Cô giáo đặt A bằng 5, B bằng trừ 2 và C bằng 1. Ta thấy đa thức Qx có bậc là 2 và có thể viết được dưới dạng AX bình cộng BX cộng C. Chúng ta đi đến nhận xét. Mọi đa thức bậc 2 của biến x sau khi đã sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa giảm của biến đều có dạng AX bình cộng BX cộng C. Trong đó ABC là các số cho trước và A khác không. Cho cô biết, đa thức Rx của chúng ta có viết được dưới dạng AX bình cộng BX cộng C hay không? Ta thấy Rx là đa thức bậc 2 và đã được sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến. Nên Rx hoàn toàn có thể viết được dưới dạng AX bình cộng BX cộng C. Khi đó, hệ số A sẽ bằng bao nhiêu? Chính xác, hệ số A sẽ bằng âm 1. B, B sẽ bằng 2. Còn hệ số C bằng 10? Không, hệ số C bằng âm 10. Các chữ ABC nói trên không phải là biến. Ngoài biểu thức trong nhận xét này, chúng ta còn gặp những biểu thức đại số mà trong đó có những chữ đại diện cho các số xác định cho trước. Để phân biệt với biến, người ta gọi những chữ như vậy là hằng số hay còn gọi tắt là hằng. Chúng ta cùng sang phần thứ 3, hệ số. Trở lại với đa thức bx. Cô giáo có thể viết đa thức bx một cách đầy đủ như sau. Bx bằng 6x mũ 5 cộng 7x mũ 3 trừ 3x mũ 1 cộng 1 phần 2x mũ 0. Đây là đa thức đã được thu gọn. Ta nói 6 là hệ số của lũy thừa bậc 5. 7 là hệ số của lũy thừa bậc 3. Cho cô giáo biết hệ số của lũy thừa bậc nhất là bao nhiêu? Đúng rồi, âm 3 chính là hệ số của lũy thừa bậc nhất. Còn hệ số của lũy thừa bậc 0? Chính xác, 1 phần 2 chính là hệ số của lũy thừa bậc 0. Khi viết đa thức bx đầy đủ từ lũy thừa cao nhất đến lũy thừa bậc 0, ta có thể viết bx như sau. Bx bằng 6x mũ 5 cộng 0x mũ 4 cộng 7x mũ 3 cộng 0x mũ 2 trừ 3x cộng 1 phần 2. Cho cô giáo biết hệ số của lũy thừa bậc 4 và hệ số của lũy thừa bậc 2 ở đa thức bx bằng bao nhiêu? Chúng ta dễ thấy,
không là hệ số của lũy thừa bậc 4 và cũng là hệ số của lũy thừa bậc 2. Các em lưu ý, khi viết đa thức ở dạng thu gọn, ta không nên viết các lũy thừa có hệ số bằng 0. Trở lại với đa thức Bx, ta thấy đa thức Bx có bậc là 5. Ta có thể nói hệ số của lũy thừa bậc 5 là hệ số cao nhất. Và ở đây, 6 chính là hệ số cao nhất. 1/2 là hệ số của lũy thừa bậc 0. Ta còn có thể nói 1/2 là hệ số tự do. Do đó, các em ghi nhớ, xét đa thức một biến đã thu gọn, ta có hệ số của lũy thừa cao nhất của biến được gọi là hệ số cao nhất. Hệ số của lũy thừa bậc 0 của biến được gọi là hệ số tự do. Bài học ngày hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ những kiến thức sau. Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến, mỗi số được coi là một đa thức một biến. Kiến thức thứ hai, đa thức một biến x được ký hiệu là P mở ngoặc x đóng ngoặc hoặc Q mở ngoặc x đóng ngoặc. Giá trị của đa thức Px tại x bằng A được ký hiệu là P mở ngoặc A đóng ngoặc. Các em lưu ý ở đây, biến được viết trong dấu ngoặc đơn. Kiến thức thứ ba chúng ta cần nhớ, bậc của đa thức một biến khác đa thức không đã thu gọn là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Để thuận lợi cho việc tính toán đối với các đa thức một biến, người ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng hoặc giảm của biến. Nhưng lưu ý, trước khi sắp xếp chúng ta cần thu gọn đa thức đó. Đối với đa thức một biến đã thu gọn, hệ số của lũy thừa cao nhất của biến được gọi là hệ số cao nhất. Hệ số của lũy thừa bậc 0 của biến được gọi là hệ số tự do. Vận dụng các kiến thức này, cô và trò chúng ta cùng sang phần thứ tư, luyện tập. Bài 1. Trong các số cho ở cột bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó? Chúng ta quan sát đa thức A. Đa thức này có bậc là bao nhiêu? Chúng ta cần lưu ý gì khi tìm bậc của đa thức? Đúng rồi, chúng ta cần thu gọn đa thức trước khi tìm bậc. Ở đây, thu gọn đa thức A, chúng ta được A bằng trừ 5 x mũ 5 cộng x mũ 4 trừ 2 x mũ 3 cộng 2 x bình cộng 1. Như vậy, bậc của đa thức A bằng bao nhiêu? Ta thấy ở đây đa thức A đã được thu gọn và số mũ cao nhất của biến trong đa thức này là 5. Ta dễ dàng khẳng định đa thức A có bậc là 5. Cùng tìm cho cô giáo bậc của đa thức B. Đa thức B đã được thu gọn chưa? Chính xác, đa thức B đã được thu gọn và ta thấy ở đây số mũ cao nhất của biến x là 1. Cho nên ta dễ dàng khẳng định đa thức B có bậc là 1. Sang đa thức C. Đa thức C có bậc là bao nhiêu? Có bậc là 3, là 5 hay là 1? À, trở lại, lưu ý. Chúng ta nhớ, muốn tìm bậc của đa thức, ta cần thu gọn đa thức đó. Các em quan sát lên màn hình. Khi thu gọn đa thức C, cô được C chính là bằng 2x mũ 3 trừ x. Đến đây, cô tin rằng rất nhiều bạn đã tìm ra bậc của đa thức C rồi. Chính xác, trong đa thức thu gọn này, x có số mũ cao nhất là 3, cho nên đa thức C có bậc là 3. Chúng ta cùng sang đa thức cuối cùng. Đa thức D bằng âm 1. Đa thức này có bậc là bao nhiêu? Chúng ta cùng nhớ lại kiến thức. Mọi số thực khác không đều là đơn thức hay đa thức bậc 0. Như vậy, chúng ta dễ dàng khẳng định đa thức này có bậc là 0. Bây giờ, cô giáo muốn chúng ta hãy chỉ ra hệ số cao nhất và hệ số tự do của các đa thức này. Quan sát đa thức A, cho cô giáo biết hệ số cao nhất của đa thức A là bao nhiêu. Chúng ta sẽ quan sát vào đa thức A để bài cho hay đa thức A đã thu gọn. Đúng rồi, chúng ta nên quan sát vào đa thức A đã thu gọn. Trong đa thức A này, ta thấy đa thức A có bậc là 5, cho nên hệ số của lũy thừa bậc 5 của biến được gọi là hệ số cao nhất. Dễ dàng chúng ta khẳng định được hệ số cao nhất ở đây là âm 5. Hãy tìm cho cô giáo hệ số tự do của đa thức A. Chúng ta cùng nhớ lại, hệ số tự do là hệ số của lũy thừa bậc 0 của biến. Cho nên ở đây ta dễ dàng khẳng định đa thức A có hệ số tự do là 1. Chúng ta cùng sang đa thức B. Ta đã biết đa thức B có bậc là 1.
Như vậy, hệ số cao nhất của đa thức B là bao nhiêu? Chính xác, hệ số cao nhất của đa thức B chính là hệ số của lũy thừa bậc 1 của biến. Và ở đây, ta có hệ số cao nhất của đa thức B là âm 2. Còn hệ số tự do của đa thức B là bao nhiêu? Thật dễ dàng phải không các em? Hệ số tự do của đa thức B là 15. Chúng ta cùng sang đa thức C. Đa thức C sau khi thu gọn, viết được dưới dạng 2x mũ 3 trừ x. Như vậy, ta đã khẳng định được đa thức này có bậc là 3. Nên, hệ số cao nhất của đa thức C là bao nhiêu? Hệ số cao nhất của đa thức C là 2. Cho cô giáo biết hệ số tự do của đa thức C. Hay đa thức C không có hệ số tự do? Ta thấy đa thức C có thể viết được dưới dạng 2x mũ 3 trừ x cộng 0. Nên dễ dàng xác định được hệ số tự do của đa thức C là 0. Chúng ta cùng sang đa thức cuối cùng. Cho cô giáo biết đa thức D có hệ số tự do là bao nhiêu? Cô tin là rất nhiều bạn đã tìm ra rồi. Chính xác, đa thức D có hệ số tự do là âm 1. Hãy tìm cho cô giáo hệ số cao nhất của đa thức D. À, chúng ta thấy đa thức D chúng ta có thể viết được dưới dạng là âm 1 x mũ 0. Và ta đã khẳng định được đa thức này có bậc là 0. Như vậy, hệ số của lũy thừa bậc 0 chính là hệ số cao nhất. Và ở đây, ta khẳng định hệ số cao nhất của đa thức D chính là âm 1. Rất thú vị phải không các em? Một đa thức hết sức đặc biệt. Cô và trò chúng ta cùng sang bài tập số 2. Cho đa thức PX. Câu thứ nhất, thu gọn và sắp xếp các hạng tử của PX theo lũy thừa dạng của biến. Câu thứ hai, hãy chỉ ra các hệ số khác không của PX. Câu thứ ba, tính giá trị của PX tại x bằng âm 2. Chúng ta cùng vào câu thứ nhất, thu gọn và sắp xếp đa thức PX. Trước hết, quan sát đa thức PX khi chưa thu gọn có số mũ cao nhất của biến x là bao nhiêu? Đúng rồi, số mũ cao nhất của biến x ở đây là 5. Chúng ta sẽ làm tiếp như thế nào? Chúng ta viết PX bằng 6x mũ 5 cộng mở ngoặc âm 3x mũ 3 trừ x mũ 3 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 5x mũ 2 cộng 4x mũ 2 đóng ngoặc trừ 2x cộng 2. Thực hiện phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng, ta thu gọn được đa thức PX bằng 6x mũ 5 cộng âm 4x mũ 3 cộng 9x bình trừ 2x cộng 2. Hay ta có thể viết PX bằng 6x mũ 5 trừ 4x mũ 3 cộng 9x bình trừ 2x cộng 2. Quan sát đa thức PX cho cô biết hệ số của lũy thừa bậc 5 của biến là bao nhiêu? Chính xác, hệ số của lũy thừa bậc 5 hay hệ số cao nhất ở đây là 6. Hệ số của lũy thừa bậc 3 của biến là bao nhiêu? Là 4. Không, hệ số của lũy thừa bậc 3 ở đây là âm 4. Các em lưu ý nhé. Hệ số của lũy thừa bậc 2 chính là 9. Tìm cho cô hệ số của lũy thừa bậc nhất. Đúng rồi, hệ số của lũy thừa bậc nhất ở đây là âm 2. Và hệ số của lũy thừa bậc 0 hay là hệ số tự do là bao nhiêu? Chính xác, hệ số của lũy thừa bậc 0 hay hệ số tự do là 2. Chúng ta cùng sang câu thứ 3. Tính giá trị của PX tại x bằng âm 2. Đúng rồi, ta thay x bằng âm 2 vào đa thức PX, ta được P của trừ 2 bằng 6 nhân âm 2 tất cả mũ 5 trừ 4 nhân âm 2 tất cả mũ 3 cộng 9 nhân âm 2 tất cả mũ 2 trừ 2 nhân âm 2 cộng 2. Thực hiện các phép tính, ta thu được kết quả P của âm 2 chính là bằng âm 118. Vậy, tại x bằng trừ 2, giá trị của PX là âm 118. Về nhà, các em làm bài tập số 40, 42, trang 43 trong sách giáo khoa. Bài học sau trên truyền hình, chúng ta sẽ học bài tính chất ba đường trung tuyến của tam giác và luyện tập. Giờ học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô giáo hy vọng rằng chúng ta đã có một tiết học thực sự bổ ích và lý thú. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.